em sang bên này đi. Sang bên này. Nhấc cả hai chân lên luôn nhá. Này giữ như này. Nào. Đây nhá, 49 cân nha mọi người. Em gái tôi 49 cân nhá. Chưa cong. Chưa cong rồi. Cong cong nhẹ thôi. Còn đây cây 60 cân này chắc là cong hết luôn đi. Ok chưa? Nhìn phết à. Cái này nó khác. Cái này nó khác đấy, em gái tôi 49 cân nó trèo lên cây gậy rồi nhá. Trèo lên cây 100 cân này rồi. Thì anh em nghĩ đây là hàng real hàng fake. Mặc dù ấy là giá của nó rẻ nhưng mà tôi nghĩ là cái lực bẻ của nó cũng tầm khoảng 100 cân đấy. Bẻ nó phải màu vàng mới đẹp. Ừ. Thì nào của đấy thôi. Thì màu vàng nó đẹp hơn. Màu vàng tiền triệu anh em ạ. Màu vàng tiền triệu anh em có mua nổi không? Ôi bạn hữu. Không biết thành chủ mẫu hàng thế giới. Cái màu vàng cái tiền triệu đấy, triệu rưỡi 2 triệu đấy, mọi người có đủ tiền mua không? Tôi còn chưa dám mua.